Sáng 20 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Mạnh Phương, gọi tắt là MPE, đã ký kết hợp tác với tập đoàn Dyer, tập đoàn chuyên sản xuất phần mềm thiết kế chiếu sáng hàng đầu của Đức, để phát triển phần mềm công nghệ chiếu sáng Dialux trên thiết bị của MPE. Theo đại diện tập đoàn Dialux là phần mềm thiết kế chiếu sáng được sử dụng như một công cụ lập kế hoạch bởi hơn 700.000 nhà thiết kế, kỹ sư, kiến trúc sư trên khắp thế giới. Với phần mềm này thì các nhà thiết kế có thể thiết kế, tính toán và có thể nhìn thấy sự phối kết hợp của ánh sáng trong không gian một cách chuyên nghiệp. Dialux có thể ứng dụng để thiết kế ánh sáng cho các phòng đơn, tất cả các tầng, các tòa nhà hay phong cảnh ngoài trời. Bằng cách sử dụng các catalog điện tử của đèn hoặc là plug-in của các nhà sản xuất đèn hàng đầu thế giới, các nhà thiết kế có thể lập kế hoạch và tạo những thiết kế chiếu sáng riêng với phần mềm này. Ông Nguyễn Tâm Mạnh, Tổng giám đốc MPE cho biết, MPE là công ty thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng đầu tiên của Việt Nam hợp tác với Dial phát triển phần mềm Dialux trên các thiết bị của MPE. Với việc hợp tác này thì MPE sẽ chính thức cung cấp cho các nhà thiết kế ánh sáng, các kiến trúc sư, kỹ sư một phần mềm thiết kế ánh sáng chuyên nghiệp để tạo ra hệ thống chiếu sáng thông minh, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Dự kiến năm 2018, MPE sẽ phát triển phần mềm với phiên bản tiếng Việt nhằm tạo thuận lợi cho các kiến trúc sư, kỹ sư Việt Nam trong việc sử dụng. Dịp này, MPE cũng công bố tài trợ 500 triệu đồng sản phẩm thiết bị chiếu sáng thông minh Smart Lighting để hỗ trợ công tác đào tạo thực hành cho Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hỗ trợ này sẽ giúp giảng viên trường có thêm tài liệu, công cụ trong quá trình giảng dạy, cũng như đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư tương lai có thêm tư liệu, công cụ trong thiết kế chiếu sáng điện công nghiệp và dân dụng.